could be us. So back to what I was saying. Could be us. Cậu hôn Vương Phi ba lần bất thành, Tạ Đình Phong quay ngoắt 180 độ, lén gửi tiền và tặng biệt thự cho Trương Bá Chi. Mối quan hệ tay ba giữa Vương Phi, Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi tiếp tục có thêm tình tiết phức tạp. Suốt hai thập kỷ dùng dằng, bộ ba Vương Phi, Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực đồn đoán phân tích mối quan hệ của ba người. Dù rằng cặp Phong, Chi đã ly hôn ngót nghét một thập kỷ song rất đông người hâm mộ mong hai người tái hợp để xây dựng lại tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn. Trong một diễn biến căng thẳng, trang BGH ngày 29 tháng 3 gây xôn xao dư luận khi tiết lộ một thông tin cực hot cho biết Tạ Đình Phong liên tiếp có động thái dành tình cảm cho Trương Bá Chi. Nguồn cơn ban đầu bắt đầu từ việc nam diễn viên cầu hôn Vương Vi ba lần nhưng bị từ chối phủ phàng. Lúc này thái độ tài tử họ Tạ quay ngoắt 180 độ, anh bắt đầu dành thời gian và tiền bạc cho vợ cũ và hai cậu con trai Lucas, Quỳnh Tớt. Trang BGH cho biết, Tạ Đình Phong bỗng thường xuyên đến thăm hai con. Khi có thời gian rảnh, anh đưa hai quý tử đi du lịch nghỉ dưỡng. Đáng chú ý, Tạ Đình Phong còn lén lút gửi tiền sinh hoạt phí cùng một số tiền khác cho Trương Bá Chi, căn biệt thự mà nữ diễn viên Thiện Nữ U Hồn hiện nay đang ở cùng các con. Tại Thượng Hải thực chất là món quà Tạ Đình Phong mua tặng. Vương Phi hoàn toàn không biết tới những việc làm trên của bạn trai. Truyền thông Hồng Kông cho rằng, nếu Thiên Hậu Búp phát hiện ra bí mật động trời này, chắc chắn cô sẽ tức nghẹn, nổi trận lôi đình vì cảm giác bị phản bội. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ. Tạ Đình Phong hay Trương Bá Chi, Vương Vi đều không đưa ra bất cứ lời phản hồi nào về các thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, không ít người hâm mộ bày tỏ họ mong muốn cặp đôi Phong, Phi có thể tái hợp sau 10 năm chia tay.